Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, với mong muốn đưa ra thị trường những giống cây trồng đạt chất lượng cao, nhiều nông dân ở huyện Bảo Lâm đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây giống. Mở đầu chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng đến với những vườn ươm giống công nghệ cao nơi đây. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có tới 273 cơ sở sản xuất cây giống và hạt giống nông nghiệp. Trong đó, các địa phương như huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Lâm Hà chủ yếu tập trung sản xuất các loại giống cây công nghiệp dài ngày như bơ, cà phê, sầu riêng. Hiện việc đầu tư sản xuất cây giống theo hướng công nghệ cao cũng đang được đa số bà con nông dân nơi đây áp dụng. Anh Nguyễn Văn Biên ở tổ 2 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đầu tư 5.000 m2 để sản xuất cây giống. Đến nay 3.000 m2 trong đó đã được anh đầu tư bài bản, nhà kính với hệ thống tưới tự động giúp cây trồng phát triển ổn định hơn. Từ nhỏ đã tiếp xúc với nghề làm cây giống nên ở vườn ươm này sau khi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chất lượng cây giống được tăng lên rõ rệt. Em làm vườn ươm thì cũng 6 tới 7 năm rồi. Và hồi trước là từ bố mẹ làm thì xong rồi mình cứ tiếp mình làm thôi. Sau làm ở ngoài trời thấy nó nói chung là nó không có bơ này, nó không có phát triển được như trong nhà kiến thì còn chuyển qua làm nhà kiến. Thực sự cái nhà kiến này thì nó thứ nhất là mình chủ động được lượng nước tưới, là mình chăm sóc mà là sâu bệnh nó cũng dễ kiểm soát sâu bệnh nữa. Rồi lúc mà mình ghép cây mình cũng nói chung là mình kiểm soát được nó cái lượng nước rồi tưới thế nào phù hợp mình canh được. Tức là ngoài trời thì mình đã không canh được những đó. Ở vườn ươm này, các loại giống sản xuất chủ lực vẫn là bơ, cà phê và chè. Mặc dù đầu tư như thế này vốn ban đầu rất lớn, nhưng lợi nhuận từ cây giống mang về cũng đáng kể. Theo anh Biên, nếu làm tốt thì kinh doanh cây giống lại gấp mấy lần so với loại cây trồng thông thường. Hơn nữa, lợi thế so với trước kia là làm giống trong nhà kính giảm thiểu được tối đa thất thoát do dịch bệnh, giảm lượng nước tưới và thuốc men, do đó cây giống cũng khỏe hơn. Vườn ươm Trường Sơn cũng ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm có diện tích 12.000 m2, cung cấp chủ yếu các giống bơ, sầu riêng, cà phê, chè, cũng là một trong những vườn ươm nổi tiếng ở khu vực với cây giống chất lượng cao. Mỗi năm, vườn ươm này đưa ra thị trường vài chục ngàn cây giống các loại. Làm cái công nghệ cao này thì nó sẽ giảm công cho mình hơn. Còn một số các ưu điểm đấy nữa là mình có thể làm mình ấy được hạn chế được lượng nước, hạn chế được sâu bệnh hơn là so với canh tác bình thường ở ngoài. Môi trường làm việc thì nó sẽ tốt hơn là ở ngoài. Ở ngoài nhiều khi mưa, gió các thứ là mình không chủ động được. Đối với huyện Bảo Lâm, hiện có khoảng 10 hectare vườn ươm, trong đó có 5 hectare sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Chủ yếu, bà con nông dân sản xuất các giống cây công nghiệp và một số ít sản xuất hoa. Địa phương luôn định hướng để các vườn ươm sản xuất đạt chuẩn, đăng ký chất lượng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, đảm bảo cây giống khi xuất vườn đều có chất lượng tốt nhất. Để có cây giống tốt, phục vụ cho chương trình trồng mới, năm 2019, ngay từ của quý 4 năm 2018, chúng tôi đã hướng dẫn cho các vườn ươm về vấn đề kỹ thuật là làm sao phải đất trong vầu góc ghép là phải sạch để cho nó khi nông dân mang ra thì nó mới trong cái rễ mới phát triển được. Đặc thù như chúng ta đứng trên cái bơ đây, chúng ta thấy cái bầu hướng dẫn nông dân làm rất là to và cái hạt giống là được tuyển chọn là từ các chủ yếu là các hạt từ bơ út. Là cho nên là cái khả năng sinh trưởng của cây gốc ghép rất là tốt. Và ngoài ra thì các vườn ươm khác thì chúng tôi cũng như cà phê chúng tôi yêu cầu là phải tuyển chọn cũng là phải giống tốt. Và sử dụng các loại giống là được có giấy phép của Sở Nông nghiệp Lâm Đồng cho phép. Cây giống đạt chất lượng sẽ giúp người nông dân đảm bảo có được những vườn cây tươi tốt. Đặc biệt với những cây công nghiệp dài ngày thì yếu tố chất lượng giống cần phải đặt lên hàng đầu. Bởi những loại cây trồng này sau từ 3 đến 5 năm mới cho hiệu quả. Chính vì vậy, việc áp dụng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây giống, nâng cao chất lượng, kiểm soát được đầu vào của cây giống và có thể truy xuất nguồn gốc cây giống
là điều rất quan trọng. Đây cũng là hướng đi mà nông dân cũng như chính quyền huyện Bảo Lâm luôn hướng tới. Bà con và các bạn thân mến, phần tiếp theo của chuyên mục hôm nay mời bà con và các bạn cùng phóng viên chuyên mục gặp gỡ ngành chức năng để cùng tìm hiểu những quy trình quản lý nhà nước đối với các vườn ươm cũng như cách thức để lựa chọn những vườn ươm đạt tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện nay thì công tác quản lý nhà nước đối với các vườn ươm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang như thế nào ạ? Thì để thực hiện cái công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thì Sở Nông nghiệp thường xuyên phối hợp với các địa phương để tăng cường công tác kiểm tra đột xuất cũng như kiểm tra định kỳ để kiểm soát cái việc thực hiện đúng các quy định của nhà nước đối với các cơ sở sản xuất giống. Thì trong đó là đặc biệt là việc hướng dẫn, đào tạo tập huấn cho các cơ sở vườn ươm hiểu biết về pháp luật, hiểu biết về nắm được các quy định của nhà nước về sản xuất để thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà thực hiện không đúng quy định, sản xuất giống kém chất lượng hoặc là đưa những cái giống trôi nổi về các cái vườn ươm để cung cấp cho người dân không có nhãn mác bao bì, không công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở. Trong đó là đồng thời với việc đó thì thông qua các chương trình dự án để hỗ trợ cho các một số cái vườn ươm nâng cao năng lực, đặc biệt là dự án đối với trên cà phê thì có dự án VinSat hỗ trợ nâng cao cái năng lực của các cái vườn ươm tại các cái địa phương để cung cấp cái nguồn giống đảm bảo chất lượng phục vụ tái canh cà phê. Như vậy thì những tiêu chuẩn nào để có thể công nhận một vườn ươm là đạt tiêu chuẩn cơ sở ạ? Thứ nhất là phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh, sản xuất kinh doanh giống cây trồng. Cái thứ hai nữa là phải thực hiện các cái quy định về tiêu chuẩn vườn ươm theo các cái quyết định đã được Ủy ban tỉnh ban hành. Thứ ba là phải công bố, khi sản xuất thì phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Thì ba cái yếu tố chính đó, thì ngoài ra thì còn có các cái yếu tố về mang tính chất kỹ thuật, ví dụ như về cán bộ kỹ thuật, ví dụ như là nguồn giống gốc, giống cây đầu dòng và cái để đưa vào làm vật liệu nhân giống hoặc là gieo ươm thì cũng phải tuân thủ các cái quy định. Thưa ông, các giống cây công nghiệp như là bơ hay sầu riêng, cà phê trong những năm gần đây thì phát triển khá là mạnh, và cùng với đó thì những vườn ươm hay là những cơ sở bán giống cũng mọc lên rất nhiều. Vậy thì ông có những khuyến cáo như thế nào đối với bà con nông dân khi mà mua giống tại những cơ sở này để chúng ta tránh mua phải những hàng hóa kém chất lượng? Cái việc mà sử dụng cái giống cây trồng nó ảnh hưởng đến cái sản xuất, cái thu nhập của người nông dân rất là lớn. Đó là một trong những cái mà yếu tố đầu vào cực kỳ quan trọng trong cái sản xuất hiện nay. Đề nghị bà con nông dân nếu mà có đầu tư trong cái thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, đặc biệt cũng là tái canh cà phê, chuyển đổi giống cây ăn quả rồi các cái sản xuất, thì phải lựa chọn những cái đơn vị mà đã công bố tiêu chuẩn chất lượng các cơ sở và được Sở Nông nghiệp, trong đó là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, là ra thông báo tiếp nhận và có cái công bố cái tiêu chuẩn cơ sở của vườn ươm đó tại vườn ươm. Và bà con nào mà khi mua những cái lô giống thì phải lưu ý các cái yếu tố đó. Trong trường hợp nếu mà cần cái sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp thì có thể là đề nghị Sở Nông nghiệp hoặc là Phòng Nông nghiệp hoặc Trung tâm Nông nghiệp các địa phương hỗ trợ về mặt pháp lý, của xem xét về mặt pháp lý của các cái cơ sở này để mình ký hợp đồng mình mua. Và quá trình mua giống nên có những cái hợp đồng hoặc là những cái giấy tờ chứng minh là việc mua cái nguồn giống tại cơ sở đó, và phải yêu cầu chủ cơ sở phải đưa ra xem cái công bố tiêu chuẩn, và chúng ta đối chiếu với lại cái sản phẩm, cái lô giống nó có đạt được cái yêu cầu về chất lượng như trong cái công bố của cơ sở hay không thì chúng ta hãy mua đó. Thì
Và trong trường hợp mà có những cái phát sinh thì về tranh chấp thì cũng có cái cơ sở để cơ quan quản lý có thể xem xét xử lý. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa bà con và các bạn, bơ bút trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thường được trồng xen với các loại cây trồng khác. Vậy làm sao để cây bơ cho năng suất và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn sau. Việc trồng xen cây bơ bút 7 với cây cà phê sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, hiện nay mô hình này được nhiều nhà vườn áp dụng. Nhờ trồng xen trong vườn cà phê, nên cây bơ bút 7 phát triển nhanh và cho năng suất cao. Tuy nhiên, nhà vườn cũng cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc cây bơ, đặc biệt là trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn nghiên cứu cây ăn quả, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, thì nhà vườn cần thực hiện các biện pháp sau. Bơ được trồng xen với cà phê nên thường phát triển rất tốt. Nhưng nếu phát triển quá tốt trong giai đoạn ra hoa đậu quả, thì thường sẽ có tỷ lệ ra hoa đậu quả thấp. Vì vậy, khi có hiện tượng này, thì phải dùng thuốc kích thích cho cây ra hoa, đồng thời hãm nước tạo khô hạn cho cây, đến khi hoa bơ lớn bằng hoa nụ chanh thì tưới nước lại. Nhà vườn cũng cần kiểm tra thường xuyên độ ẩm để đảm bảo cây không thừa cũng không thiếu nước. Lúc này có thể tiến hành phun canxi qua lá 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 10 đến 15 ngày. Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu bệnh hại rất dễ xuất hiện trong giai đoạn này như sâu đục quả. Trong thời kỳ cây ra hoa, không bón nhiều phân đạm vì sẽ làm rụng hoa. Có thể dùng phân NPK theo tỷ lệ 16-8-16 cộng TE, chia làm 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 15 đến 20 ngày. Việc này sẽ giúp cho cây phân hóa mầm hoa đồng đều, sau đó tiến hành tưới nước cho cây. Ở những vùng có nhiệt độ cao từ 35 độ C trở lên, trong giai đoạn này hoa sẽ khô và rụng rất nhiều. Cần lưu ý tạo độ ẩm cho cây bằng cách tưới nước để khắc phục tình trạng này. Lưu ý, do bơ bút 7 được trồng xen cây cà phê, nên tất cả những loại phân bón cho cây đều bằng hình thức phun qua tán lá, không dùng phương pháp bón qua gốc. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, tạm biệt.